truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn đối với người việt nam bữa cơm gia đình có ý nghĩa rất quan trọng và là một trong những nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống bữa cơm gia đình của người việt nam không chỉ đơn thuần là bữa ăn thông thường nhằm giải quyết cơn đói của dạ dày mà thông qua bữa cơm ấy mỗi một thành viên trong gia đình có dịp thể hiện sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau thế nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại người ta ngày càng bận rộn và đề cao sự riêng tư những bữa cơm xâm dày ngày càng thư vắng thời gian chất lượng cho bố mẹ ông bà vì thế cũng thiếu hụt dần Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Bữa cơm gia đình của tác giả Phước Duyên qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Kim Liên, dài bà Hai, Thu Quế, dài bà Tư, Hồ Trải, dài Hải, con trai bà Hai, Ngọc Diễm, dài Xuân, vợ Hải, Tường Duy, dài Hiếu, con của Hải, và Xuân, Quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Gia đình bà hai là gia đình có ba thế hệ cùng nhau chung sống. Buổi sáng, giờ chồng hải đi làm, bà hai đang ngồi trước sân lặt rau thì nghe tiếng bà Tư. Chị hai, đang lặt rau hả? Tư mới qua chơi, tôi đang lặt rau để chút xíu nấu cơm cho tụi nhỏ nó ăn. Mấy đứa nhỏ nhà chị công nhận sướng thiệt cái nha. Đi làm về là có sẵn cơm ăn à. Thì mình suốt ngày ở nhà, còn tụi nó phải đi làm mà. Với lại mấy việc này tôi làm quen rồi Giờ bắt tôi ngồi yên một chỗ Không khéo tôi lại buồn Em thấy chị tất bật suốt mà cũng buồn đó thôi Tôi buồn hồi nào mà nói tôi buồn Ờ, chị đâu có buồn Suốt ngày thui thủi ở nhà Với bốn bức tường và cái tivi đó thôi Thì tụi nhỏ về lại vui nhà vui cửa Có chắc tuổi nó về là vui nhà vui cửa không? Ờ, à, mà qua đây bữa nay có chuyện gì vậy? Ờ, thì bên khóm kêu nhà em á đi chích vaccine mũi 4. Ờ, có kêu chị chưa? Chưa nghe kêu, mà chắc tôi không có chích đâu. Em biết thế nào á chị cũng nói vậy, nên qua rủ chị chích chung nè. Ta nói nghe nhiều người nói chích mũi 4 mau quên dữ lắm. Có tuổi rồi, thôi đừng chích. Chính vì mình có tuổi á, dễ mắc bệnh nên mới phải đi chích cho đủ liều đó chứ. Giờ hết dịch rồi, đi chích làm gì nữa? Chưa chắc hết đâu nghe chị hai, mình đang sống trong trạng thái bình thường mới virus vẫn âm thầm biến đổi đó trên tv người ta mới nói là biến thể mới ba 5 của omiron đã xâm nhập vào việt nam rồi đó chị ủa lấy vào nước mình rồi hả dạ thời sự cập nhật liên tục mà thế giới vẫn đang trong đại dịch đồng thời cảnh báo biến chủng mới làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại omiron hiện là biến thể phổ biến nhưng chưa phải là biến thể cuối cùng vì thế, các nước vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như là tiêm vaccine, giám sát trọng điểm. Chị đừng có chủ quan nghe. Có chủ quan gì đâu, người ta sao thì tôi vậy thôi. Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Y tế khuyến khích người dân đi chích mũi bốn đâu chị. Với người lớn tuổi có nguy cơ cao như mình á, thì tỷ lệ hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong lên đến 76% sau khi tiêm mũi bốn đó chị hai. Thôi, cô có lịch thì cô đi tiêm đi. Chừng nào khóm báo xuống thì tôi tính làm sao Giờ tôi vào nấu cơm cho tụi nhỏ đây Ui da yeah. Chị hai Chị có sao không Sao người chị nóng vậy Chị bị bệnh hả Tại trời nóng nên người nó nóng Nãy giờ ngồi lặt rau hơi lâu nên vậy Em ngồi nãy giờ với chị Mà em đâu có nóng dữ vậy Nè chị có bị nhức đầu không Thì cũng có nhức chút đỉnh Với đau cổ họng Người có bị mệt mỏi không có chút chút. Nè, cô đừng có nói là cô đang nghi ngờ tôi bị cô vít nha. Đi khám cho chắc ăn, thể bệnh là phải đi khám liền, để có gì thì trị cho kịp với chị. Yên tâm đi, không có gì đâu. thấy vậy chứ chị còn khỏe lắm, không có cô vít đâu. Cô vít hay không cô vít gì, á chị cũng đang sốt kia kìa. Đi khám bác sĩ đi chị hai. Để một hồi nấu cơm xong rồi rồi tôi uống một viên paracetamol là hết liền chứ gì. Chị không có được chủ quan như vậy nha để em nấu cơm cho. Chị vào nằm nghỉ đi. À mà trong nhà có mình ơn chị hả? Có thằng Hiếu, nó đang nằm ở trong phòng học bài hay gì đó. Để em lên kêu nó chở chị đi bác sĩ. Thôi, thằng nhỏ đang học bài mà. Để chị vào nằm nghỉ một chút là hết liền chứ gì. Vậy chị vào phòng nằm nghỉ đi ha. Để ngoài này em lo cho. Trưa hôm đó, tại nhà bà hai, bà Tư nấu cơm xong thì dội về nhà kêu hiếu ra phòng khách trong chừng nhà một lúc sau xuân con dâu bà hai đi làm về hiếu à con ăn cơm chưa hiếu mẹ mới đi làm về hả mẹ con chưa ăn cơm sao con không lo ăn cơm nước gì đi rồi chiều á con còn đi học nữa chiều nay á, con được nghỉ mà vậy hả à mẹ quên rồi à, bà nội đâu con ở trong phòng á mẹ bà nội ngủ hả con đâu có biết đâu sáng giờ con ở trong phòng mà hồi sáng con thấy bà Tư qua chơi Rồi bà Tư nấu cơm nữa Bà Tư nấu cơm hả? Ủa sao bữa nay mà bà Tư qua nhà mình nấu cơm? Con đâu có biết Cái thằng này ở nhà mà hỏi cái gì cũng không biết hết là làm sao? Con không biết thì nói không biết Mẹ ngộ thiệt Đi làm thì thôi á Về là cằn nhằn ha Thôi con coi cơm nước gì đi nha Đừng có bấm điện thoại nữa Suốt ngày chơi game Chiều còn đi học nữa đó Mẹ vào phòng nghỉ mệt một chút đây đã nói là chiều nay được nghỉ học mà alo ờ à, ờ à, à. tôi biết rồi chiều nay sẽ có chứng từ đầy đủ mà ba mới đi làm về ờ à, cơm nước gì chưa mà ngồi bắp điện thoại đó con chưa con đang đợi ba về ăn chung đợi ba làm gì hai mẹ con không ăn cơm trước đi rồi mẹ con đau rồi mẹ ở trong phòng đó ba mẹ cũng mới vừa về tới bữa nay ai nấu cơm bà nội hả bà tư nấu sao bà tư qua đây nấu Bà nội đâu? Bà nội ăn cơm chưa? Hình như ăn rồi, con cũng không nhớ nữa. Hình như là sao? Con ở nhà mà không biết bà nội ăn cơm hay chưa là sao? Em ơi! Dạ, anh về rồi đó hả? Mẹ ăn cơm nước gì chưa em? Em có biết đâu, em mới đi làm về. Mà anh đói chưa? Ừ, dọn cơm đi, trưa lắm rồi đó. Chiều còn đi làm nữa. Hiếu, bỏ điện thoại xuống, chờ dọn cơm phụ mẹ. Chơi game mà rồi no phải không? Dạ. Anh với con ăn đi Em không muốn ăn Em vào phòng nằm nghỉ một chút Mệt quá Cái Gì kỳ vậy Còn thằng Hiếu nữa Bỏ điện thoại xuống Ăn lẹ còn đi học Chiều nay con được nghỉ học mà Nhà bay chưa ăn cơm nữa hả Hải Dạ dì Tư mới qua Con mời bà Tư ăn cơm Bà ăn rồi Hồi sáng bà Tư có nấu cháo cho bà nội Con có đem vào cho bà nội ăn chưa Bà nội đỡ chưa con Chết con quên mất tiêu Mẹ con bị gì vậy dì Tư? Ủa, mẹ bay bị bệnh á, nằm trong phòng mà bay không hay gì hết hả? Con mới đi làm về mà, nãy giờ con chưa có gặp mẹ con đâu. Thôi, tụi bay làm con làm cháu gì mà tệ quá, không có đứa nào quan tâm tới người lớn hết. Thằng Hiếu thì sáng giờ cầm cái máy điện thoại suốt, kêu đem cháu cho bà nội ăn cũng quên, không có thèm coi ngó hỏi thăm bà nội gì hết trơn à. Sáng giờ ở nhà, Bà nội bệnh mà cũng không hay biết gì hết vậy Hiếu Tự nhiên cái bà la Bình thường con cũng chơi như vậy mà Cãi nữa hả? Muốn ăn đòn không? Anh làm cái gì mà ham đánh thằng nhỏ hoài vậy? Mẹ bị bệnh Em có biết không vậy? Em mới đi làm về, chưa có gặp mẹ nữa Em làm dâu mà vô tâm quá vậy Mẹ bệnh mà cũng không biết nữa Thôi, sẵn tụi bay ở đây á Vì Tư nói chuyện này luôn Hai đứa đi làm á Dù bận rộn cỡ nào nhưng mà về nhà cũng phải biết dành chút thời gian cho bữa cơm gia đình chứ Tại vì Tư không biết chứ Buổi trưa và buổi tối á Vợ chồng con với thằng Hiếu á Đều về ăn cơm với mẹ con hết á Về ăn cơm chung Mà ai cũng tranh thủ lùa cơm nhanh để vào phòng Đứa ôm cái điện thoại Đứa ôm cái laptop Mẹ bay nói với gì á Ngồi chung mâm cơm Mà thấy nó lạnh tanh à Vậy á, gọi là bữa cơm gia đình sao Rồi bữa nay nè Mẹ bay bệnh cũng không có đứa nào hay biết Không đứa nào quan tâm hỏi hai gì tới chỉ luôn à Mẹ bệnh gì cho anh Em còn hỏi nữa Em làm dâu Đi làm thì đi Nhưng cũng phải biết quán xuyến coi sóc việc nhà Giờ tới mẹ bệnh mẹ em cũng không biết Ủa vậy anh biết hả Anh biết sao anh không nói với em sớm Để em xin nghỉ một buổi đưa mẹ đi khám bác sĩ Thiệt tình à. Hai vợ chồng bay nên coi lại cái cách tụi bay đối xử với chị hai đi Chỉ cực khổ cả đời vợ cuộc sống khấm khá mà việc thấy chỉ có vui vẻ gì đâu con cháu có đủ mà lúc nào bà cũng lủi thủi một mình hả à. dạ tụi con xin lỗi gì tư hỏi có xin lỗi thì xin lỗi mẹ chồng con kìa xuân à con là vợ là mẹ con đã đi làm suốt tuần thì cũng tranh thủ thứ bảy hoặc chủ nhật ở nhà tiếp mẹ chồng con dọn dẹp nấu nướng quán xuyến trong nhà chứ con còn thằng hải nữa bà bay mất lâu rồi Bây là điểm tựa duy nhất của chị hai lúc tuổi già thì nên cố gắng gần gũi, nói chuyện với chị nhiều hơn. Cả thằng Hiếu nữa, suốt ngày cứ chơi game mà không biết gì tới bà nội hết. Dạ, con hiểu rồi bà Tư. Chị hai lớn tuổi rồi, chỉ đâu cần tiền muôn bạc dạng mà tụi bay đem về. Chỉ cần con cháu quây quần, ăn chung mâm cơm, rồi ngồi nói chuyện là chỉ vui rồi. Hạnh phúc của chị đơn sơ vậy đó mấy đứa à. Dạ, Tụi con cảm ơn dì Tư nhiều lắm Nhờ dì Tư nói con mới ngộ được Thì ra từ trước tới nay á Tụi con tệ quá Con cứ nghĩ cố gắng kiếm thiệt nhiều tiền Lo nhà cửa đàng hoàng Lo cho mẹ con thiệt đầy đủ á Thì mẹ con sẽ vui Ai về đâu Đợt đại dịch vừa qua Mấy đứa không nhận ra điều gì hả Cuộc sống vô thường lắm con à Tiền có thể kiếm Nhưng mẹ mất rồi Thì có kiếm được không con Dạ, tụi con sai rồi dì Tư ơi. Thôi, để dì vào coi chị Hai thế nào. Bay coi hâm cháo lại cho chị ăn đi. Dạ, để con đi chung với dì Tư. Chị Hai, chị thấy trong người sao rồi chị? Trời ơi, sao mẹ nóng quá vậy? Để con lấy xe chở mẹ đi bệnh viện. Thôi 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 khỏi. Vào bệnh viện tốn kém lắm. Mẹ không có sao đâu. Nóng như vậy mà nói không sao không có được chủ quan đâu đi nhanh đi chị hai thôi thôi bị cảm nhẹ mà để chị ở nhà tự mua thuốc uống mẹ ơi đi bệnh viện cho người ta khám cho kỹ điều trị cho nhanh đó mẹ thằng hải nó nói đúng đó thuốc đâu có phải muốn uống sao là uống phải có bác sĩ kê toa mới được chứ chị mẹ mẹ ăn miếng cháo lấy sức đi rồi vợ chồng con á chở mẹ đi khám bệnh mẹ đừng có sợ tốn kém gì hết nha đúng đó bà nội giờ bà nội còn nhẹ thì bà nội phải đi khám liền chứ để bệnh nhiều bà nội còn tốn tiền thêm nữa đó đó chị nghe mấy đứa nhỏ nói chưa chị hai bây giờ là thời đại nào rồi mà chị có suy nghĩ vào bệnh viện khám bệnh này lại lòi ra bệnh kia rồi sợ tốn tiền nè bây giờ lớn tuổi sức khỏe mình yếu chứ không phải giống như hồi còn trẻ đâu nha chị hai mẹ chẳng phải rất mong muốn có được bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc sao mẹ phải khỏe mạnh thì tụi con mới có thể quay quần với mẹ gia đình mình mới có bữa cơm đàm ấm được chứ thôi thôi được rồi mẹ đồng ý đi khám bệnh vì mẹ vẫn muốn á có được thật nhiều bữa cơm gia đình với các con các cháu của mẹ quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh bữa cơm gia đình của tác giả phước duyên đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt